Kính thưa quý vị, những ngày gần đây, nhiều câu hỏi đã được đặt ra trên mạng xã hội rằng nếu chẳng may chính quyền của ông Hun Sen sụp đổ thì sẽ ảnh hưởng thế nào đến Việt Nam? Để trả lời cho câu hỏi này, trước hết chúng ta cùng nhìn lại sự sụp đổ của chính quyền bà Hasina ở Bangladesh. Báo chí nước này đã đưa tin về sự chia rẽ sâu sắc trong hàng ngũ quân đội. Điều này đã trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ. Theo thông tin từ cuộc họp vào ngày 4 tháng 8, quân đội đã bị phân chia thành hai phe một bên tiếp tục ủng hộ bà Hasina và phe còn lại gồm các sĩ quan trẻ và khoảng 60 sĩ quan đã nghỉ hưu đã công khai phản đối. Các tướng lĩnh đã thông báo cho chính phủ rằng họ không ngăn cản sinh viên tiến vào thủ đô. Kết quả là vào ngày hôm sau, thế giới đã ngỡ ngàng khi hay tin bà thủ tướng đã buộc phải lên trực thăng tháo chạy khỏi đất nước. Sự kiện này khiến người ta không khỏi so sánh với tình hình ở Campuchia, một quốc gia đã trải qua nhiều biến động chính trị nhưng khả năng mất kiểm soát quân đội của chính quyền cha con ông Hun Sen là rất thấp. Điều này có thể được giải thích qua lịch sử của Campuchia, nơi chỉ chấm dứt chiến tranh vào năm 1999, khi các thủ lĩnh cuối cùng của Khmer Đỏ đầu hàng, hai năm sau khi nhận được sự hỗ trợ quân sự từ Việt Nam. Sau đó, lực lượng quân sự do Hun Sen lãnh đạo đã dập tắt nhóm liên minh đối lập của Ranarit và Khmer Đỏ. Vì vậy, lực lượng quân sự nòng cốt ở Campuchia từ các tướng lĩnh đến sĩ quan cao cấp đều có nguồn gốc từ những người đã từng chiến đấu cùng Hun Sen và được Việt Nam hỗ trợ. Điều này tạo nên một sự ổn định nhất định trong quân đội, giúp duy trì sự kiểm soát chắc chắn hơn so với tình hình ở Bangladesh. Việt Nam hiện đang đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo hàng trăm học viên và sĩ quan cho quân đội Campuchia mỗi năm, bao gồm các lĩnh vực từ thông tin đến hải quân và phòng không. Sự hợp tác này đã nâng cao đáng kể uy tín của gia đình ông Hun Sen với quân đội hoàng gia campuchia vượt trội hơn nhiều so với bà hasina dù có ý kiến cho rằng những thế hệ đã cùng chiến đấu và phục vụ dưới thời ông hun sen đang dần rút lui vào hậu trường sự thật là quyền lực vẫn được truyền lại cho thế hệ tiếp theo khi ông hun sen rút lui người kế nhiệm là con trai ông hun manet đã tiếp quản các vị trí quan trọng như bộ trưởng quốc phòng thay thế cho ông tia banh người trước đây giữ chức vụ này ở campuchia mặc dù danh nghĩa quốc vương norodom sihamoni được xem là lãnh đạo tối cao và giữ quyền lực quân sự nhưng thực tế quyền lực quân đội lại nằm trong tay của thủ tướng campuchia hiện tại là hun manet con trai của hun sen ngoài ra còn có hai nhân vật chính khác trong bộ máy quân sự là bộ trưởng bộ quốc phòng đại tướng tia banh và tổng tư lệnh vong pisen đều có mối quan hệ chặt chẽ với gia đình hun sen vì vậy khả năng chính phủ campuchia mất quyền kiểm soát quân đội là rất thấp dựa vào tình hình chính trị ở campuchia Chúng ta có thể mường tượng một kịch bản, đó là chính quyền của ông Hun Sen mất quyền kiểm soát quân đội, dẫn đến việc ông và gia đình phải tìm đường trốn sang Việt Nam hoặc Thái Lan. Kịch bản này phản ánh sự phức tạp của tình hình tương tự những gì đã từng xảy ra ở Bangladesh. Nếu chính quyền của ông Hun Sen sụp đổ, nhiều người và doanh nghiệp Việt Nam có thể sẽ rời khỏi Campuchia, ảnh hưởng lớn đến các dự án đầu tư tại đây. Đồng thời trong bối cảnh hỗn loạn, những người Campuchia trung thành với chính quyền cũ và thân Việt Nam cũng sẽ tìm cách rời đi lo sợ bị trả thù. Tình trạng này từng xảy ra vào năm 1975 khi chính quyền mới lên nắm quyền và thực hiện chính sách chống Việt Nam. Điều tiếp theo Việt Nam cần làm là thắt chặt an ninh biên giới và tăng cường quân sự để phòng trường hợp xấu nhất. Việc này cần thiết bởi những kẻ thù và phe đối lập với ông Hun Sen thường quy kết Việt Nam với hình ảnh tiêu cực và có dã tâm xâm lược Campuchia. Vì thế, nếu chính quyền của ông bị lật đổ Chính quyền mới có thể sẽ tiếp tục chính sách chống Việt Nam, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia và kinh tế Việt Nam. Hy vọng chính quyền của ông Hun Manet sẽ tìm được cách giải quyết khôn khéo và hợp lý. Đồng thời, người dân Campuchia cũng nên nhìn vào tình hình của các quốc gia như Bangladesh, Libya và Iraq, nơi dân chủ và tự do không đảm bảo sự thịnh vượng mà thay vào đó là nghèo đói và bất ổn. Phần tiếp theo của video để giải thích lý do vì sao sau năm 1975 cộng đồng Hoa Kiều tại Việt Nam không chống đối như cộng đồng Hoa tại Myanmar, cần phải hiểu bối cảnh lịch sử và chính trị của mỗi quốc gia. Từ năm 1948, chính quyền Myanmar đã bắt đầu chấn áp các đảng phái đối lập và hạn chế quyền lợi của các dân tộc thiểu số, đặc biệt là người Hoa. Trong hoàn cảnh đó, Đảng Cộng sản Myanmar với lực lượng chủ chốt là những lãnh đạo gốc Hoa đã từng học tập tại Trung Quốc, đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ Trung Quốc. Nhóm lãnh đạo này đã đến Trung Quốc để nghiên cứu và áp dụng các chiến lược đấu tranh nhân dân do mao trạch đông đề ra với sự giúp đỡ từ trung quốc đảng cộng sản myanmar đã tái lập các căn cứ ở phía đông bắc myanmar điều này dẫn đến sự xuất hiện của các nhóm chiến binh ly khai có người hoa làm nòng cốt ủng hộ hoặc cảm tình với trung quốc như quân đội liên minh dân chủ quốc gia myanmar mnda quân đội nhà nước thống nhất uvksa và quân đội độc lập kachin kaja các nhóm này bắt nguồn từ những lãnh đạo đã chạy sang Trung Quốc vào những năm 1960 đã đấu tranh cho quyền tự trị của người Hoa tại các tỉnh biên giới. Trong khi đó, tại Việt Nam sau năm 1975, dưới thời Tổng Bí thư Lê Duẩn, cộng đồng Hoa kiều cũng phải đối mặt với nhiều chính sách trấn áp. Tuy nhiên, phản ứng của cộng đồng Hoa kiều tại Việt Nam không giống như ở Myanmar. Lý do có thể do khác biệt về cấu trúc chính trị và xã hội, cũng như mức độ ảnh hưởng và hỗ trợ từ các bên ngoài như Trung Quốc. Ở Việt Nam, các biện pháp trấn áp được thực hiện trong một chế độ độc tài mạnh mẽ và có sự kiểm soát chặt chẽ hơn, điều này có thể đã hạn chế khả năng tổ chức và phản ứng của cộng đồng Hoa kiều. Sau năm 1975, Việt Nam có khoảng 1,8 triệu người gốc Hoa, trong đó 1,5 triệu người sinh sống ở miền Nam, phần lớn tập trung tại Sài Gòn. Giống như tại Myanmar và các quốc gia Đông Nam Á khác, cộng đồng người Hoa tại Việt Nam cũng nắm giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế địa phương tuy nhiên việt nam có sự khác biệt đáng kể so với các quốc gia khác trong khu vực bởi hệ thống chính trị đơn đảng do đảng cộng sản việt nam lãnh đạo được đông đảo dân chúng ủng hộ và không phân biệt tôn giáo hay dân tộc điều này đã tạo nên một môi trường chính trị mà ở đó cộng đồng người hoa không có cơ hội để thành lập hoặc phát triển một đảng chính trị riêng làm giảm đáng kể khả năng can thiệp sâu rộng vào đời sống chính trị so với tình hình ở campuchia nơi các tổ chức chính trị có thể hình thành và phát triển dựa trên sự ủng hộ của lực lượng vũ trang riêng. Trong bối cảnh đó, ảnh hưởng của người Hoa ở Việt Nam chủ yếu giới hạn trong lĩnh vực kinh tế. Điều này đã dẫn đến những mâu thuẫn giữa chính quyền và cộng đồng người Hoa khi các hoạt động kinh doanh tự phát và không chịu sự quản lý của chính quyền như buôn lậu hàng hóa từ Trung Quốc bao gồm nước hoa, rượu và dược liệu đã khiến chính quyền nhận ra rằng người Hoa đang kiểm soát một mạng lưới chợ đen rộng lớn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của đất nước. Vào năm 1977, Đặng Tiểu Bình đã có ý định sử dụng cộng đồng người Hoa ở Việt Nam như một quân đội thứ năm nhằm mục tiêu củng cố vị thế ngoại giao và sức mạnh quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Tuy nhiên, để loại bỏ nguồn sức mạnh kinh tế và chính trị này, vào tháng 3 năm 1978, Tổng bí thư Lê Duẩn của Việt Nam đã quyết định quốc hữu hóa khoảng 30.000 doanh nghiệp do người Hoa kiểm soát ở miền Nam Việt Nam. Động thái này đã làm suy yếu đáng kể vị thế kinh tế của người Hoa Kiều tại đây. Chính quyền cũng tiến hành tiếp quản các tổ chức xã hội và bệnh viện quan trọng của cộng đồng người Hoa, đồng thời đóng cửa 11 tờ báo Hoa ngữ. Việc người Hoa kiểm soát các ngành công nghiệp chủ chốt đã chấm dứt hoàn toàn. Điều này đã chính thức khởi đầu cho cái được gọi là nạn kiều, khi một làn sóng người di cư lớn, bao gồm chủ yếu là người Hoa và một bộ phận người Việt, bắt đầu rời khỏi Việt Nam. Một nguyên nhân khách quan khác khiến người Hoa ở Việt Nam không thể nhận được sự hỗ trợ từ Trung Quốc như người Hoa ở Myanmar chính là vấn đề địa lý. Phía bắc Myanmar giáp với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, nơi Bắc Kinh có thể dễ dàng cung cấp vũ khí hoặc hỗ trợ lãnh thổ nếu cần thiết. Tuy nhiên, ở Việt Nam, người Hoa chủ yếu sinh sống ở miền Nam, cách xa Trung Quốc khiến Bắc Kinh khó có thể can thiệp một cách hiệu quả. Cuối cùng, nạn kiều dù là một bước đi có phần quyết liệt của chính quyền Việt Nam đã không chỉ đặt đất nước trước những thử thách nghiêm trọng từ phía cộng đồng người Hoa và Trung Quốc mà còn khẳng định được lập trường chính trị độc lập của việt nam đây là một giá phải trả để việt nam không bị bất kỳ quốc gia nào lợi dụng điểm yếu để gây sức ép